Bây giờ tiếp tục. Ba cái tâm, tu theo ba tâm đó: trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Bây giờ bốn phương tiện căn bản gồm có bốn phương tiện tu tập gồm đó: phương tiện căn bản là một, rồi phương tiện đăng chỉ là hai, phương tiện phát triển thiện căn là ba, phương tiện đại nguyện hoàn đẳng là bốn. Phương tiện căn bản là gì? Phương tiện căn bản hơi giống với trực tâm vậy đó, gọi là quán tất cả các pháp tánh vốn vô sanh để lìa các vọng chấp, nhờ thế mà không mắc vào sanh tử, quán các pháp cho nhân duyên hòa hợp nên nghiệp quả chẳng mất, vân vân. Nương chân như mà khởi hành nên gọi là hành căn bản. Tùy thuận theo tánh vô trụ của chân như, không dính mắc sanh tử mà an trụ niết bàn, gọi là phương tiện căn bản. Đọc một hồi như vậy, đọc một hồi như vậy để chúng tóm tắt cái câu gì? Đọc một hồi về phương tiện căn bản như vậy, như nãy giờ đó. Là vị tăng sinh ở phía cuối hồi nãy nói đúng đó, nói một hồi như vậy á, mà cái chính là thể tướng dụng của chân như. Mình biết là chân như là như thế, như thế, như thế. Mình không có kẹt cái nọ cái kia, mà gọi là xứng tánh tác Phật sự. Đấy, không có trụ, không có chấp, tự tại, biết bản thể các pháp. Ngoài cái pháp chân như ra, còn các vọng, các pháp khác là duyên sinh, giả hợp, hữu vi. Mình không có vướng kẹt thì như vậy mình được phương tiện căn bản. Tại sao gọi là căn bản? Tại sao nó là căn bản? Đấy, mình đặt câu hỏi là why. Mấy câu hỏi W của mình đó, để mà tạo ý á nha. À, là why, rồi where, rồi when, rồi who, rồi hum, what for. À, tại sao, khi nào, đối với ai, thế nào, bằng cách nào, how, để làm gì? Hãy hỏi để mình để tạo ý, là mình cứ mình đặt câu hỏi vậy, ra cái vấn đề đó. Mấy câu hỏi W không à? À, why, where, when, who, hum, what for. Bây giờ tại sao nó là căn bản? Ví dụ nha, mình có ba cái pháp môn sau nữa, ba phương tiện sau nữa: phương tiện đăng chỉ, phương tiện phát triển thiện căn, phương tiện bình đẳng, đại nguyện bình đẳng, mà cũng không có căn bản tại cái này. Đâu, câu hỏi này dễ, không khó lắm, dễ thì cũng phải, nhưng mà từ trung bình vô tới khá. Giờ thêm một tăng ni sinh nữa để mà ghi tên vào số vàng công đức, để mà gọi là bảo hiểm. Đâu, tại sao gọi nó là căn bản? Tại sao? Giờ câu hỏi là why. W question đó, câu hỏi nó là why. Ừ, rồi hồi nãy nói trúng được ý đó, thì bây giờ trở lại khuấy sâu nữa là nó sẽ sát đề chứ gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân như là căn bản của sự tu tập, bởi vì
thể của chân như là tâm, Phật và chúng sanh tuy ba nhưng mà một. Thì thường trong, nhất là mình thường nói tâm là tâm địa quán. Tâm chính là cái mảnh đất, là nơi lưu giữ những hạt giống chủng tử. Nơi đó nó sẽ là căn bản cho mọi thiện pháp phát sinh ra, kể cả tịnh, kể cả nhiễm. Rồi khi mà thiện pháp phát khởi thì nhiễm nó sẽ lần lần bị lắng đi và biến mất. Lúc đó chỉ còn thời tánh thanh tịnh hoàn toàn, thì nó sẽ là cái căn bản của sự tu tập để đạt được chân như. Giống như là khi chúng ta té từ trên đất thì cũng phải từ đất mà chống tay để đứng dậy. Và tất cả các hạt giống chủng tử cũng nhờ đất mà sinh trưởng và phát triển. Nam mô A Di Đà Phật. Nói thì đúng ý, nhưng mà cái cách mô tả như vậy có một số người nghe họ chưa hoàn toàn rõ. Nhưng mà nếu mà người nào mà cố gắng lắng nghe thì thấy đúng ý. Đâu ai có thể mô tả cho nó ngôn từ cho nó có vẻ dễ hiểu hơn không? Tại sao gọi là cái pháp môn cái kiểu như vậy gọi là căn bản nên mà chân như mà khởi hạnh. Ừ, có gắng một cái loại ngôn từ gì đó họ nghe họ phải dễ hiểu và bị thuyết phục liền. Ừ, đấy, được thuyết phục. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, ở đây cái phương tiện căn bản á, thì theo như cái sự giải thích đó là quán tất cả các pháp, thì con có nhớ tới một câu mà Đức Phật thường nói là nếu như mà ai thấy được các pháp duyên khởi thì thấy pháp, và ai thấy pháp thì thấy Phật. Thì bây giờ nếu như mình không đi từ cái căn bản là mình quán các pháp, mình quán được cái bản chất, mà mình đi vòng vòng những cái khác á, thì mình sẽ không thấy được cái bản chất bên trong được. Là mình phải đi từ cái bản chất mình đi ra bên ngoài cái tướng thì mình mới thấy được. Còn nếu mình đi từ xung quanh mà mình chưa thấy được cái gốc á, thì mình cũng khó mà có thể đạt được cái gốc A Di Đà Phật. Có lý, nhưng mà nó rõ hơn chút nữa. Bây giờ hết chưa? Đúng rồi, cách đó thì cũng rõ hơn chút xíu. À, rồi một vị cố gắng diễn tả nữa. Dạ, mô Phật bạch thầy, cái phương tiện căn bản này là nó liên hệ đến cái giáo lý là duyên khởi và vô thường vô ngã. Mà cái phương tiện căn bản để tu tập á, nếu mà muốn ấy thì muốn làm lợi ích thì mình phải có vô ngã thì mình mới làm lợi ích được. Và trên cái tinh thần là lợi mình, lợi người và lợi cả hai. Và cái khi mà mình quán được cái vô ngã, duyên sanh vô thường, những đổi thay đó thì mình không trụ không chấp, mà mình hàng phục được cái tâm. Và từ cái mà không chấp, không vướng mắc vào đó thì cái tâm an trụ, thì ngay lúc đó thì cái tâm vô ngã của mình á, thì mình làm lợi ích mà mình không nghĩ gì hết, không vướng mắc, không chấp, không trụ vào đó, làm với một tâm vô ngã. Con hiểu được chừng đó thưa thầy. Thế là pháp hạnh nó rốt ráo. Bây giờ thế này, nó căn bản là gì? Ba lý do. Thứ nhất là cái nền, cái đế, tất cả các pháp thiện nó làm nền tảng cho các pháp thiện khác. Như thế thì căn bản quá rồi, cái nền platform, cái sân khấu, cái mảnh đất. Thứ hai, nó hướng thẳng đến mục tiêu. Mục tiêu mình không phải là thành Phật là gì, mục tiêu mình phải là hiển lộ chân như là gì. Và thứ ba, trong cái tiến trình tu tập ấy, nó sẽ hỗ trợ liên tục. Như vậy nó vừa là cái nền, vừa là điểm xuất phát, vừa là cái mục tiêu hướng tới, mà vừa hỗ trợ trong suốt quá trình. Vậy thì không phải căn bản là gì, cả ba tiến trình, xuất phát, đến đích và hỗ trợ suốt tiến trình. Đấy. Nếu mà các cái tiến trình mình tu tập mà không có nó hỗ trợ thì nó cũng là thị danh ác đạo, thị danh ma đạo, thị danh ma nghiệp, thấy không?
Ừ, nó là nền, nó hướng thẳng tới mục tiêu và nó hỗ trợ trong các tiến trình tu tập. Cho nên cái phương tiện mà tùy thuận vào chân như đó để mà khởi hạnh, xứng tánh tác phần sự, như lý tác ý, như thị tri kiến, nó sẽ là căn bản. Mình có như thị tri kiến, như lý tác ý, xứng tánh tác Phật sự, mới là phổ huấn chư chúng sanh giai pháp Bồ Đề Tâm, hiểu không? Đạt tới tự tánh các pháp và chỗ vén lặng, không dính mắc. Và tất nhiên là nó đưa mình tới cái giác từng phần từng phần, và giải thoát từng phần, từng phần cho tới toàn phần, phải không? Giác và giải thoát từ thấp đến cao, từng phần cho tới toàn phần. Bây giờ phương tiện đang chỉ, chỉ là gì? Chỉ gọi là chỉ quán. Chỉ là dừng lại. Chỉ nó có nhiều nghĩa, nhưng mà chỉ trong trường hợp này là dừng lại, ngăn ngừa các điều ác, nguyện là nguyện chừa các điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh. Hồi nãy chúng ta nói đó, là muốn mà hiển lộ cái chân như, mình phải tháo gỡ cái vướng mắc nó ra. Mà cái vướng mắc của mình là nhiễm ô, là bất giác, là các nghiệp xấu, mình tháo nó ra, tháo cái mây che, mây mờ. Bây giờ mình liên tục mình dừng lại. Dừng lại là không có tạo cái sự che mờ đó nữa. Thanh tịnh hóa lần lần. Nhưng mà bây giờ đi một cái câu hỏi thực tế là tại sao có những việc mình biết nó sai mà mình bỏ nó khó quá vậy? Mình cũng biết là nó sai đó, nó sai sai, nhưng mà bỏ không phải là dễ như vậy, như mình nói. Có lúc mình đầu hàng, có lúc mình thất vọng, có lúc mình nuối tiếc, có lúc mình tưởng chừng như không bỏ được. Tại sao? Để mà trở lại cái thực tế là đó là tu. Tu là dừng điều ác và làm các điều lành. Nhưng dừng lại có nhiều việc không dễ như mình nói. Tại sao nó không dễ? Câu này dễ trả lời nè nha. Ừ, câu này là cơ hội để mình ghi bàn nữa. Là tại sao mình không dễ dừng các ác pháp như là mình mong muốn, như là mình nói? Tại sao nó không dễ vậy? Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch thầy và toàn thể đại chúng, con xin đóng góp ý kiến về câu hỏi. Ở trong Lục Tạng thì có ghi rằng hiền nghiệp dị chế tự hành khả vi, túc nghiệp năng trừ do giả thần lực. Có nghĩa là cái nghiệp hiện đời của mình á thì dễ điều phục hơn là do cái hành nghiệp của mình, và mình tự làm chủ và mình tự điều phục. Nhưng cái túc nghiệp thì rất là khó trừ, là do giống như cái chủng tử rồi cái nghiệp mình mang theo. Thì phải nhờ do giả thần lực, có nghĩa là phải nhờ đến cái sự gia hộ, cái sự hộ trì của chư Phật. Đó là một là phát nguyện, hai là có sự tu tập cảm ứng. Thì giống như là sẽ có những thiện hữu tri thức, rồi có sự cảm ứng gia hộ của chư Phật, thì chúng ta sẽ có được thêm cái tha lực cộng với cái tự lực của mình muốn khắc phục. Thì cả hai cái hợp thì mình mới vượt qua được cái nghiệp lực. Giống như con lấy ví dụ là bản thân có một cái tập khí là hay nói chuyện, hay nói rất là nhiều, thì phải có được cái thứ nhất là phải phát nguyện. Phát nguyện rồi có môi trường là có những thiện tri thức sẽ, những vị thiện tri thức sẽ nhắc nhở mình và thân cận những vị đó, thì giống như là sự gia hộ của chư Phật nữa. Tự nhiên mình sẽ luôn luôn chánh niệm là nhớ là mình sẽ dứt bỏ được cái nghiệp nói nhiều. Nam Mô A Di Đà Phật.
Vị ni sinh nên nói về cái tốt nghiệp mới khó bỏ, tốt nghiệp nghiệp kiếp trước ấy. Và thứ hai nữa là một cái ví dụ về cái bệnh nhiều chuyện, bệnh bà Tám. Có một vài ý bổ sung, xin mời. Dạ, mô Phật kính bạch thầy. Về quan điểm về nghiệp là con cũng đồng ý quan điểm này, nhưng mà chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ đổ lỗi cho nghiệp. Tại vì mọi thứ mà mình cái của mình mà mình không vượt qua được, cái mình đổ là do nghiệp của tôi nó lớn quá, do nghiệp này nghiệp kia mà mình không có chịu khắc phục nó, mình không chịu vượt qua được. Tại vì Đức Phật dạy là con người là chủ nhân của nghiệp, mà là kẻ thừa tự nghiệp, thì mình có thể là chuyển đổi nghiệp. Nếu như mình cái gì mình cũng đổ cho nghiệp hết, tức là mình là kẻ nhu nhược, không phải là bậc trượng phu. Không đổ lỗi. Trước tiên mình muốn thắng được nghiệp, mình phải làm bậc trượng phu thì mình mới thắng được nghiệp. Và cái thứ hai nữa là do mình không thay đổi được cái bản chất của mình, nó không là do tất cả là đều do mình yêu bản ngã của mình. Bản ngã, yêu bản ngã. Tại vì mình yêu bản ngã, mình mới thấy được cái sự khó khăn đó, mình mới không có dám là làm cho cái bản ngã này nó bị tổn thương, hoặc là làm cho cái bản ngã này nó bị suy sụp. Tất cả đều là do cái bản ngã mà nó xây dựng nên. Cái thứ hai là do cái lực, cái tác lực của cái lực, cái bên ngoài, cái lực này nó gọi là một cái khối năng lực, nó chi phối đến mình mà mình không có thấy được cái khối năng lực này, mà cũng không có thấy được cái mà để mình vượt qua được cái khối lực này. Ví dụ như cái khối lực của một người mà một người sợ ma, thì người cái tâm lo sợ đó, mình biết được mình có cái tâm lo sợ đó, nhưng mà mình không có điều phục được cái tâm lo sợ đó, mà để cái lực của cái tâm lo sợ đó nó chi phối mình, thì cái càng ngày cái lực nó càng lớn, thì cái tự lực của mình sẽ càng bị nó thuần phục mình, thì mình sẽ bị đi trôi theo nó. Theo con nghĩ là gì? Bàn về cái sự khó bỏ những điều xấu ác. Còn một vị nữa phát biểu, đúng rồi, bổ sung cho nó hết ý rồi. Dạ, mô Phật, thưa thầy, con bổ sung thêm một số ý. Cái mình biết là việc làm sai trái nhưng mà mình không thể vượt qua, đó là do mình không có đủ sức mạnh, không có đủ dũng mãnh trong tự thân của mình để chiến thắng nó. Và cái thứ hai là do cái thói quen hàng ngày á, mình huân tập cái tập khí nó quá sâu dày, đôi khi mình trong quá trình tu tập mình vẫn còn cái bất giác á, thì mình thấy đó, nhưng mà mình chưa có nhìn nhận rõ, mình chưa thấu triệt, mình chưa thẩm thấu được, nên là mình khó thay đổi được mình. Và cái con lấy ví dụ cụ thể, giống như là ở Ni Xá con á, có cái em nó tên Tu Hỷ á, thì tại quý cô thương lắm, nhưng mà giống như là con thì đôi khi con đựng nó thì con véo đau thiệt đau luôn, là con biết là thương nhưng mà mình vẫn làm cái hành động tổn thương, vẫn bất thiện, nhưng mà tại vì mình không thay đổi được cái thói quen đó. Dạ, nên là đó là do cái thói quen mình không chịu thay đổi, mình cái tập khí sâu dày mình huân tập trong hàng ngày. Còn ví dụ thứ hai đó là bạn con á, thường thường á, ví dụ như thân quá thì thay vì gọi pháp danh thì đôi khi con thích đặt cho bạn một cái biệt danh, chẳng hạn như là thay vì gọi thánh từ thì con hay gọi là thánh giống. Đó cũng là do cái thói quen hàng ngày mình khó thay đổi, và mình đôi khi mình nói như vậy là sai, nhưng mà nó có một cái gì đó mình khó thay đổi, và nó khiến cho mình không đủ cái sức mạnh để mà mình vượt qua. Dạ, mô Phật. Cái lực do thói quen, do bất giác, đúng rồi, bổ sung thêm đi. A Di Đà Phật, kính thưa thầy và thưa toàn thể đại chúng, con xin bổ sung một ý, đó là sở dĩ mình biết những cái điều sai trái nhưng mà mình không thể vượt qua được,
thì trong đó cũng có một cái lý do là mình quên đi cái bồ đề tâm, quên đi cái chí nguyện xuất gia dõng mãnh ban đầu của mình. Bởi vì có câu như là sơ tâm xuất gia thành đạo hữu dư, có nghĩa là nếu mình giữ được cái tâm nguyện ban đầu nó dõng mãnh như vậy thì nó sẽ làm cái động lực, cái tiền đề cho mình tiến xa hơn trên con đường tu tập. Nhưng mà trong quá trình thì mình bị những cái nhiễm ô, những cái tập khí, rồi những cái môi trường, bắt đầu mình đã quên đi những cái chí nguyện đó, thì dần dần mình đưa mình đi xa với cái mục tiêu ban đầu. A Di Đà Phật. Còn nữa, còn hai vị cư tọa nữa, xin mời. Chúng ta phải thảo luận sôi động lên để mà tu tâm sửa tánh mình chứ. Cái này thiết thực trong vấn đề phòng phi trị ác. A Di Phật, kính bạch giáo thọ và kính thưa đại chúng, con có ý kiến về vấn đề này là cái nghiệp thiện và cái nghiệp ác của mình, như là thầy đã nói là mình biết cái điều đó ác nhưng mà tại sao mình không có tránh được. Cái thứ nhất không phải là do mình không có, mình thối tâm bồ đề, mà là do cái nghiệp ác của mình hiện tại, cái nghiệp mà hiện tại của mình làm nó sai nhiều quá. Con ví như là nghiệp thiện nó giống như là cái cây mình trồng, và nghiệp ác như là cỏ. Nếu mà mình không có chăm sóc những cái cây mình trồng thì cỏ nó cứ mọc đều lên. Và mình biết vậy thì mình phải trồng nhiều cái việc thiện nhiều hơn, thì từ đó cái nghiệp ác nó dần dần và nó bị lui mờ. Và nếu mà nói là con người mình sống là do nghiệp quá khứ thì con nghĩ đó là không đúng. Nó chỉ là chi phối một phần nào trong cuộc sống. Ví dụ như là cái nghiệp quá khứ của họ là không bố thí cúng dường thì đời này họ sẽ nghèo. Nhưng mà nếu mà đời này họ biết phấn đấu làm ăn thay đổi cuộc sống thì họ vẫn có thể giàu nhai được. A Di Đà Phật. Vậy là nói cái sự hỗ tương giữa thiện bất thiện với cái chuyển nghiệp. Xin mời. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Con xin có ý kiến là thứ nhất là chúng ta phải nói đến cái nghiệp của quá khứ, nó hình thành từ nhiều đời nhiều kiếp huân tập thành cái chủng tử gọi là thói quen nghiệp, rất là khó bỏ trong một kiếp hay là một giờ một khắc được. Thậm chí cái thói quen hiện tại của chúng ta hút thuốc để mà cai nó cũng là một vấn đề, chứ không phải là vấn đề dễ dàng. Như vậy thì nghiệp là đầu tiên. Giả sử bát thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ. Đó là thứ nhất. Thứ hai là do cái y báo và chánh báo của chúng ta khi tái sanh thì có thể dẫn đến cái vấn đề là chúng ta rơi vào cái hoàn cảnh là không thể nào nó nghịch cái duyên để chúng ta sửa cái đó. Nó liên quan tới vấn đề là đạo đức học Phật giáo ở chỗ là năm cái điều kiện phát sanh thiện. Thứ nhất là ở chỗ đáng ở. Thứ hai là thân cận bậc thiện tri thức. Thứ ba đó là lập trường đúng đắn. Thứ bốn đó là đời trước tạo nhiều phước. Vì nếu chúng ta đời trước tạo nhiều phước thì hiện đời chúng ta sanh ra sẽ vào cái hoàn cảnh, ví dụ cái ngôi chùa đó nó sư phụ với là huynh đệ nó cái môi trường tu tập tốt thì chúng ta sẽ nương vào đó chúng ta tu tập cũng tốt. Hoặc là rơi vào cái môi trường xấu thì chúng ta có thể là bị ảnh hưởng mặc dù cái thói quen xấu đó, nhưng mà vì cái hoàn cảnh nó khiến mình lúc nào cũng nghĩ tới thì nó cũng dẫn đến là khó có thể bỏ được. Nam mô A Di Đà Phật. Môi trường thể lực, môi trường thể lực, thói quen được. Còn một vị cuối cùng nữa, xin mời. Dạ, mô Phật, kính bạch giáo giáo sư, thì con cũng xin bổ sung cái thêm một số cái ý của mình. Đó là không phân tổng nghiệp, thì như chúng ta đã biết tất cả chúng ta sinh ra thì đều chi phối bởi nghiệp lực. Khi mà chưa có giải thoát được thì vẫn còn trong cái vòng nghiệp lực. Thì Đức Phật đã dạy nghiệp là tạo tác, nghiệp là quyến thuộc, thì nó chi phối cho chúng ta. Là người xuất gia thì Đức Phật cũng chỉ dạy muốn vượt qua được cái vòng nghiệp lực này thì phải cần có sự có một phương pháp tu tập. Cái cơ bản nhất là nhận diện thì nhận diện Đức Phật đã chỉ cho thiện giới và ác giới, đó là mình nhận diện cái phải cái trái để chúng ta đi theo đúng một cái con đường. Nhất là chế ngự cái việc ác, tăng trưởng cái việc thiện, đó là một cách vượt qua những cái nghiệp xấu. Tỉnh thức nhận diện, có phương pháp tu tập đúng đắn, có môi trường phù hợp. Thì như chúng ta người xuất gia thì môi trường thiền viện, chùa chiền là cái nơi thiện nghiệp để giúp chúng ta tăng trưởng cái thiện nghiệp, đó là môi trường. Cái thứ ba đó là phải sự quyết tâm để chuyển hóa. Dạ, mô Phật, thì đó là những cái điều con xin bổ sung. Có một người nữa,
thấy những điều chưa muốn nói còn cần nói nữa. Con nhiều cử tọa lắm thầy ơi, cho chút thời gian nữa thưa thầy. Thôi cứ tiếp tục đi. Nói hết những gì cần nói và muốn nói. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng, con xin bổ sung ý kiến là đối với chúng sanh thì sở dĩ có sanh tử là tại vì do làm ác, mà chúng sanh đối với việc ác á, thì rất là dễ làm, còn đối với việc thiện á, thì rất là khó làm, khó thực hành. Thì tuy khó nhưng không thể mà không làm được. Thì theo con á, thì mình phải thấy được tội lỗi, rồi mình phải biết thấy được tội lỗi và phải thấy được cái nhân quả, và để mà phải sợ cái quả xấu, và phải cần phải có tâm hộ thẹn, tức là phải biết tam biết quý đối với bản thân cũng như là đối với người khác. Dạ, con chỉ đồng góp ý kiến với thôi ạ. Rồi, đủ hết ý chưa? Ai còn thấy còn cái để bổ sung nữa? Xin mời. Hay là cái mình tâm đắc nhất? Dạ, Di Đà Phật, kính bạch thầy. Đối với con thì theo chị Quảng nói thì con cũng có một ý như thế này, đó là trên đời này chỉ không có gì không làm được, chỉ có những cái không được làm. Câu nói này nghe hơi, câu nói là cô vĩ nhân nhưng mà chuyện thường đâu nha. Không làm được, không được làm. Rồi, giờ tiếp tục một vị nữa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Thì con có ý kiến như thế này, như tiếp bổ sung thêm cái của chị ý hồi nãy, nói là mình phải luôn cái nhớ cái bồ đề tâm của mình, cái ban sơ xuất gia của mình á. Thì theo con á, thì tại sao mà mình biết các cái việc là bất thiện, là ác, là không có hợp với lại chân lý nhưng mà mình vẫn làm? Theo con thì tại vì cái mục đích mà mong cầu đến cái sự giải thoát của mình á, nó không có được mạnh mẽ. Và nó không như là mình một nóng mà mười lạnh gì đó. Một nóng mười lạnh. Dạ, có nghĩa là cái tâm của mình á, khi muốn diệt bỏ cái ác nhưng mà nó cứ bị lôi kéo tại vì cái mục đích của mình nó không mạnh mẽ. Thì ví dụ như con ví dụ á, là ví dụ như một người mẹ nuôi một đứa con ăn học nhưng mà người ta làm việc rất là vất vả, làm ngày làm đêm để có đủ tiền tới tháng chi tiêu cho con mình ăn học. Thì người mẹ đó làm tất cả mọi việc nhưng mà trong lòng bà chỉ có một mục tiêu là làm sao tới tháng đủ tiền để lo cho con đủ cái sinh hoạt chi phí để ăn học trong cái tháng đó. Thì cô hầu như tất cả bà làm mọi việc nhưng mà không có quản cái sự nhọc nhằn, hoặc là trong cái sự chi tiêu cũng vậy, người ta rất là cân nhắc tại vì cái mục đích của người ta đề ra rất là rõ ràng về tại và làm thế nào để cuối tháng mình đạt được cái mục tiêu đó. Thì theo con nghĩ là cái mục tiêu của mình là rất là quan trọng, mà mình phải mạnh mẽ thì mới có thể đạt được mục tiêu. Dạ. Mục tiêu. Xác định mục tiêu. Rồi bây giờ chúng ta còn một người nữa, hai người nữa, xin mời. Đề tài này sôi nổi nha, tại vì cái này nó liên quan thực tế cuộc sống á. Dạ, kính bạch thầy, thưa chư huynh đệ, theo con thì thực sự chúng ta có một cái nhìn sai về cái mục tiêu và cái đích tới của mình. Theo con nghĩ mình cần phải biết vị trí của mình đang đứng để chọn cái hướng đi phù hợp. Con có đưa ra một ví dụ cái mặt trăng ở trên cao và mình có thể thấy được cái bóng của nó ở dưới nước thôi. Thì mình chỉ hưởng thụ cái ánh sáng của nó ở trong bóng nước, hoặc có thể ngắm cái bóng nước nó đẹp, nhưng mình không thể níu cái cầm nắm giữ được cái mặt trăng. Mặt trăng nó giống như chân tâm của mình. Mình chỉ cảm nhận và không thể chiếm hữu nó được, và mình không thể cầm nó hay là xét nó hay là để
tờ nắm nó được mà mình chỉ cảm nhận. Thì mình cũng vậy, mình giả sử như mình là một con người mới tu thì mình phải chọn mình nên làm những gì, điều thiện gì. Mình không thể lấy những việc làm của các bậc Bồ Tát mà mình áp dụng vào cái áp lực, thì mình thấy như đó hiện. Thì như vậy không đúng với vị trí của mình, cũng không đúng với cái năng lực của mình, thì mình coi như đó là bất thiện thì cũng chưa chắc là đúng. Vì mình cần phải trải qua một cái quá trình tu tập, cần phải trải qua từng bước một thì mình mới tiến dần tới cái bước đó được. Thì theo con nghĩ là như vậy. Vị này muốn nói là mình phải biết vị trí mình đang ở đâu, cái khả năng mình ngang nào. Nếu mà đòi hỏi cao quá là mình tự làm khổ chính mình, làm hại chính mình mà không được. Đại khái thế mà xin mà. A Di Đà Phật, thưa thầy, sau khi nghe các huynh đệ trình bày cái đề tài này, con cũng tham gia ý kiến. Con trở lại vấn đề là câu hỏi của thầy là tại sao có những nghiệp xấu ác hoặc là sai trái mà vấn đề chúng ta không đoạn trừ được, lý do là tại sao, chứ không phải là câu hỏi là như thế nào chúng ta đoạn trừ như thế nào. Con đi thẳng vô vấn đề tại sao là có hai hướng. Con nghĩ là bên ngoài và bên trong. Bên trong, lý do bên trong tại sao chúng ta không bỏ được những nghiệp xấu ác, thói quen thật xấu, lý do bên trong và lý do bên ngoài. Lý do bên trong á là do túc nghiệp, thì cái nghiệp của mỗi cá nhân, mỗi người, mỗi khác. Có thể do cái việc xấu ác đó mà cái, ví dụ như cái nghiệp mình quá nặng, không có thấy được cái chánh kiến, không có phân biệt được là cái nào đúng, cái nào sai, và mình thấy cái sai mình cũng tưởng như là đúng, cái đó là cái vô minh của mỗi cá nhân. Và cái nguyên nhân nữa là do mình đặt sai cái mục tiêu giải thoát của mình, thì mình không xem trọng mà mình lại theo mấy cái tập nhiễm của mình sống cho qua ngày. Và cái ý nhỏ thứ ba trong cái mục nội tâm, trong cái mục trong bên trong của mình á, là do mình không có tàm, không có quý. Do không tàm không quý mà mình làm lên những cái điều sai mà mình không bỏ được. Không tàm không quý nên mình không có tâm tàm, không có tâm quý nên mình không bỏ được, mình khó bỏ được mấy cái điều sai trái của mình. Cái đó là vân vân. Cái đó là lý do bên trong. Đó là còn bây giờ con trình bày lý do bên ngoài. Lý do bên ngoài là có những cái lý do như là chúng ta thiếu cái môi trường. Môi trường nó cũng ảnh hưởng. Thí dụ chúng ta ở môi trường tốt như học viện này, ở trong học viện này thì nó sẽ hạn chế được những cái sai trái. Chẳng hạn như con lấy vấn đề như hút thuốc hay là thuộc bia hay là những vấn đề gì mà sai trái, thì cái môi trường nó sẽ hạn chế mình bớt. Do mình thiếu môi trường nó kìm kẹp nên mình cũng dễ bị sai trái. Cái thứ ba, cái lý do thứ nữa là do bậc minh sư. Chúng ta thiếu bậc minh sư sáng suốt, kìm kẹp, nhắc nhở, sách toán. Chẳng hạn như cho người ta hút thuốc, nếu mà gặp bậc minh sư ta chỉ dạy hút thuốc là không tốt, có hại cho sức khỏe, thì ta cũng có thể bỏ được. Do ta không có minh sư thì ta làm theo thói quen thích hút nên ta cũng khó cưỡng lại cái ham mê của mình, nên mình cũng không bỏ được, cái khó bỏ. Cái đó là lý do bên ngoài là thiếu minh sư. Cái lý do tiếp theo con trình bày là thiếu thiện hữu tri thức. Nếu chúng ta có bạn tốt, thí dụ hút thuốc thì bạn sát bên nhắc nhở, thì mình thấy hổ thẹn, hoặc là nó nhắc hoài thì mình cũng thấy bực bội, hoặc là mình thấy hổ thẹn mắc cỡ với mọi người xung quanh thì mình cũng bỏ được. Mà không có ai nhắc nhở hết chứ mình làm tới thích hút mình cũng không cưỡng được cái hút, hoặc là mình không cưỡng được cái sở thích đam mê thuộc bia chẳng hạn. Đó là thiếu thiện tri thức. Cái thứ do lý do tiếp theo là thiếu phước. Mình tạo phước ít quá nên nó không có kéo mình được, nó không có kéo mình ra được cái vũng lầy những cái đam mê mà bất thiện của mình. A Di Đà Phật, con xin trình bày rõ hai lý do bên trong và bên ngoài. A Di Đà Phật. Hôm nay đại chúng phát biểu soi nói nó là điều tốt đó, dấu hiệu tốt, nên gọi là xứng đáng là cái tuần gọi là hướng tới ngày nhà giáo gì đó. Thế này, đây là việc chúng ta phải làm. Bởi vì tu hành giả tu cải hành vi, cải ác tùng thiện, cải phàm thành thánh, cải chúng sanh thành Phật. Và mình phải cải sửa cái xấu ác thành cái tốt.
mà đầu tiên là phải dừng lại rồi mới nói tới chuyện sửa. C, mình đã đang chạy trật hướng, thánh lại cái đã, rồi mình bẻ ngược 180 độ hay là 90 độ gì đó tính sau. Mình không thánh lại sao mà cua, sao mà quay đầu. Như thế thì nó đi càng ngày càng lệch, càng xa, càng rớt hầm, rớt hố. Nhưng mà dừng lại không phải là đơn giản. Chúng ta đã từng nhiều lần thất bại. Ai chiến thắng mà chẳng bao lần thất bại. Ai nên khôn mà chẳng dài đôi lần. Đừng sợ gục ngã, đừng sợ thất bại, chỉ sợ mình thiếu ý chí, chỉ sợ mình nản chí, chỉ sợ mình không dám đứng lên và làm lại cuộc đời để làm mới chính mình. Vậy thì dừng lại bằng cách nào? Dừng lại khó, việc dừng lại quý vị đã nói đúng. Một là cái đà, cái quán tính, ví dụ cái xe nó không dừng là cái gì, cái dốc này nó đang chạy tốc độ cao, mình thắng lại là coi dần ngã, cái đà chạy tới đấy, cái quán tính rất lớn. Mà cái đà hay là cái quán tính chúng ta đang nói đó là tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, cái đà của nghiệp đó rất lớn, lực nó rất lớn. Và thứ hai, thông thường thì chuyện xấu ác dễ làm, khoái làm, mà dễ lôi, dễ nhiễm hơn là việc tốt. Nhưng làm việc thiện là như là xách nước mà lên núi cao, còn làm việc ác giống như đi bộ xuống vậy đó, sức khỏe vậy đó. Bây giờ giống như ngủ cho nó đã, 4 giờ sáng không có thức dậy, rồi học bài thì mệt, ngồi đó bàn chuyện, nhiều chuyện, dòng co tam quốc thì đó, thị phi, vân vân, nhiều cái chuyện đó nó rất là dễ. Dễ là sao? Là theo cái thói đời. Mà mình tu là nghịch lưu, là làm ngược lại, ngược lại mấy cái thói đời của mình, thói hư thật sâu, thói quen, chứ nó theo cái dục lạc, khoái, bắt tay mùi lửa thân ý mình nó khoái. Anh nó ngon thì ngồi xuống thì mình chẳng lẽ mình gấp món ngon trước. Đấy. Mình nghe thì mình thích nghe nhạc hơn là nghe pháp, và thế rủi như thế. Vân vân. Nghe cái du dương hơn là nghe lời thật. Khoái, nó khoái theo dục vọng. Nó khoái theo dục lạc. Nó theo thói đời, nó theo bản chất của nghiệp, nó theo cái đà của nghiệp, mà nó dễ dãi cho thân tâm mình. Thì tôi nghe có một số người kể chuyện ở chùa Hành Pháp hoặc là cái nơi đó là về hoa mặt trời hoặc là Phật Pháp nhiệm màu. Họ kể là Phật Pháp đã vi diệu, đã chuyển hóa cuộc đời của họ. Tức là họ cũng say sưa, cũng nghiện ngập, ví dụ say rượu, nghiện cờ bạc hay là tham sắc dục, nhưng mà rồi họ sửa được. Khó đó nha. Nhiều cái nó là cái nết đến chết cũng không chừa. Ví dụ nè, cái bệnh tánh nóng của mình dễ sửa không? Đó, mình biết nó xấu rồi đó, nhưng mà cái loại phản ứng mạnh mà phản ứng tại chỗ, mình cứ phản ứng ào ào như vậy đó, mình sửa được không? Sửa dễ không? Đấy, một chuyện. Ví dụ nè, cái bệnh mà nhiều chuyện xa đà của mình ấy, dễ bỏ không? Nếu mà ai mà lặng lẽ làm việc mà tìm thấy niềm vui mình thì tốt, mà thường làm việc một mình buồn quá, mình thích xa đà nói chuyện hết giờ. Ví dụ nè, ham mê cái dục lạc ấy, cái nào mà tốt mà không mê, xe hơi, tiền tài ngũ dục ấy mà, tài sắc danh thực thụy, bỏ dễ không? Khó, khó lắm.
và chúng ta có đối diện với nó, chiến đấu ròng rã với nó mới thấy nó khó. Tôi cũng có những cái chuyện thua liên xiếng, thua lên thua xuống đó, chứ không phải là không, nhiều á. Có cái thời gian giai đoạn ban đầu tôi có viết nhật ký nữa, nhật ký về thắng thua khi chiến đấu với những cái bản năng của mình, cái gọi là bản năng. Có những khi thua mà quỳ xuống lạy một đối tượng vô hình sám hối, nhưng mà cuối cùng thua nữa, chứ phải là tao lạy mày á, tao quyết tâm phải chiến đấu cũng thua nữa, không phải đơn giản. Cái sức, cái đà nó lớn thật, cái lực, cái ma lực nó lớn thật. Ví dụ như cái bệnh mà nghiện mà cá độ casino á, bệnh ấy nếu mà ai nghiện rồi rất lớn, bệnh mà cờ bạc á khó, rất là kinh, người ta hư mọi thứ, hư nhà cửa sự nghiệp. Hay là cái bệnh mà tham sắc dục ấy, bệnh này là chúng ta chiến đấu ròng rã cho tới 75 tuổi, 70 chơi què chớ khoe rằng lành. Rất khó, không phải đơn giản. Vậy đôi khi mình cứ mình cố tránh mà tránh hoài cũng không được, có lúc tránh không được. Đấy, càng tránh không có kinh nghiệm, tới lúc mà đụng chạm lúc đó là bối rối hơn nữa. Mà nếu mà kinh nghiệm quá thì nó quen, nó tập nhiễm. Đấy, khó lắm. Mà khi mà mình là thành tựu một chút xíu rồi là bao nhiêu cám dỗ đến, làm sao để mà phú quý bất năng dâm, tức là phú quý không ham, bằng cùng bất năng di, bằng cùng không có thay đổi được bản chất mình, uy vũ bất năng khuất, dù đói dù ma lực nào mình không sợ. Thì đây, nãy chúng ta nói khó là đúng, quý vị nói đúng. Một là cái đà nghiệp, hai là bởi vì cái bản chất phàm phu, cái phàm tánh, mà theo cái phàm tánh này nó dễ. Mà mình tu mình nghịch lưu á, mình sửa lại thì nó khó. Và thứ ba là môi trường này nó đang bêu nhữ mình, nó đang trớ trêu mình. Môi trường mình là ngũ trực ác thế chứ đâu phải là Tây phương tịnh độ đâu. Cho dù mình sống thiền môn nhưng mà chắc không, mình sống thiền môn chứ mà sống hoài sao, có lúc cũng phải xuống núi á. Môi trường này là bêu nhữ, thách thức. Như vậy vừa là đà nghiệp, vừa là hợp với cái phàm tánh lâu nay của mình. Mà chúng ta nên nhớ nha, rất nhiều cái phiền não mình đã ngủ ngầm chứ chưa có bị triệt tiêu. Giống như loại cá gấu vậy đó, nhổ vậy nó không chết vậy đó, nó nằm im đó đó, mưa vậy nó sống vậy thôi. Rất nhiều cái loại căn bản phiền não mình không có bị triệt tiêu mà ngủ ngầm và chờ cơ hội, cái đó mới kẹt đó. Như vậy thì đà nghiệp hay là cái phàm tánh lâu ngày của mình, hay là cái môi trường tới lúc nào đó nó xóc động mấy cái con thú ngủ ngầm mình thức dậy, thôi xong, sổ chuồng, thú sổ chuồng. Cái khái niệm con người ấy, người ta nói vui vui mà cũng đúng nha, nói kiểu nôm na ta gọi là con cộng với người. Trong cái bản chất mình là có con bò, con heo, con chó, ví dụ như ham ăn như con heo, ham ngủ như con heo, bay nhảy như con khỉ, vâng, kiểu vậy đó. Hung tợn như là sư tử Hà Đông, cọp cái, cọp con nào cũng sợ, cọp cái cũng đặc gì cũng sợ đó. Con gái là con gấu, con gấu là con gái. Vâng vâng, đại khái là nó có những lúc mà nó hiền thục, nhu mì, và cái lúc đi lòng lên là dữ dội. Thì cái bản chất người, bản chất con, bây giờ mình hiển lộ cái bản chất gì đây? Ráng để mà hiển nhờ lộ cái bản chất người ra. Làm người đúng nghĩa là cũng khó, mà làm chánh nhân quân tử, làm thiện nhân, làm trượng phu, làm thánh nhân càng khó hơn. Cho nên Khổng Tử mới than gọi là tố nhân nan tố mà tố nhân nan, tức là làm người khó, oi làm người khó lắm.
làm người đúng nghĩa không dễ đâu. Làm người tu học đúng nghĩa, làm Phật tử đúng nghĩa là tùng Phật khẩu sanh, tùng Pháp hóa sanh, mà chứng Phật pháp phần mới gọi là cố danh Phật tử, từ kim khẩu Phật ra và chân đắc cái giáo pháp của Phật thì chúng ta cố gắng đi. Bây giờ quý vị vừa hỏi là why, tại sao. Bây giờ quý vị chuyển qua là bằng cách nào mình triệt tiêu nó. Giờ quý vị đưa ra rất là nhiều lý do, nhiều cách. Giờ chúng ta tổng hợp lại các cách nha. Bằng cách nào, bây giờ mình công nhận là khó, dừng lại là ít nhất là ba lý do. Một là cái đà nghiệp, cái tập quán nghiệp của mình nó có vậy. Thứ hai là cái phàm tánh mình nó như thế. Và thứ ba là cái môi trường nó tác hưởng. Bây giờ bằng cách nào mình dừng lại. Này có câu gọi là không có gì khó không gì làm được. Câu này giống Napoleon nó nói nha. Napoleon nói là từ cái từ gọi là không thể là không nằm trong từ điển của tôi. Là impossible is not in my dictionary. Ông có khái niệm gọi là mission impossible, hiểu không? Đó là nhiệm vụ bất khả thi. Không có cái gì là không thể. Thực tế câu ấy đúng không? Đúng. Nhưng mà phải xét cái thời gian không gian nào mới được. Chứ bảo trong một kiếp này mình lên làm thủ tướng mình làm được không? Chắc gì được. Bảo trong một kiếp này mình lên làm tổng thống mình làm đi. Cho anh phấn đấu là làm tổng bí thư, thủ tướng đi, chủ tịch nước đi. Có thể chấp anh 10 kiếp thì có thể anh làm được. Nhưng mà chấp trong một kiếp này giờ, anh ơi giờ chuyện gì cũng làm được thôi. Giờ tôi cố gắng tôi làm thủ tướng. Rồi anh cố gắng anh làm đi, là thủ tướng được không? Hay là anh làm chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội được không? Chấp anh đó, anh phấn đấu ấy. Chấp luôn á, anh giỏi cỡ nào tôi chấp luôn đó. Cho nên câu mà không việc gì không làm được thì cũng đúng. Nhưng mà xét cái thời gian không gian mở rộng gọi là unlimited à. Chứ còn nếu mà với một thời gian không gian hạn chế như vậy, chưa chắc gì trong cái thời gian đó, trong cái không gian đó anh làm được, chưa chắc. Mà phải mở rộng ra nữa, cho anh nữa thì may ra. Bây giờ cho anh 3 kiếp giờ sale thì may ra. Rồi anh ráng anh tu, anh luyện, anh làm thủ tướng một nước nào đó thì được. Thì bây giờ trở lại vấn đề là, một, quý vị nói đúng, chánh kiến và nhận diện. Đúng. Một là mình phải biết rằng điều đó chắc chắn là ác. Chánh kiến nhận diện, nhận ra. Hai, biết được tác hại lớn lao của nó. Quý vị có nói là tác hại, biết tác hại mình mới sợ chứ. Mình quán chiếu về tác hại. Ví dụ như là mình bà tám quá thì mất lòng mà bao nhiêu tình bạn đổ vỡ, chia tay từ đây. Sugar you you go, sugar me me go. Tình nghĩa đâu ta chỉ thế thôi. Sugar you you go là sao? Đường ai nấy đi, đường anh nên đi, đường tôi đi. Sao nghe câu nói rồi. Chúng ta hối tiếc lớn nhất cuộc đời là tao đã biết mày. Bây giờ kể như chúng ta chưa từng quen biết, chưa từng vô tình gặp nhau trên đường đời này. Đừng có may lắm là đừng làm chướng ngại vật lẫn nhau. Đấy, thì nếu mà tác hại, nhiều khi nói giỡn nói chơi mà nó thành thiệt đó. Mà cái điều mình nói giỡn nói chơi mà người khác ta đồ lại là lớn lắm đó, chẳng phải nhỏ đâu. Mà khổ cái cứ ngồi á, bớ nhà ra rác à, cứ ngồi nói hoài ngờ nó xin chuyện thị phi à. Mình phải khéo léo lái đề tài sao. Cái này phải nói dũng cảm nha, mình tập nè. Giả sử người đó ngồi tại đây mình dám nói câu đó không? Nếu mà mới mà đặt giả sử hồi ngồi đó mình dám thì bây giờ nói dám nói, dám làm, dám chịu. Tới khi đối diện với đối tượng đó mình cũng dám thừa nhận như vậy. Mình luôn đặt cái câu đó trong đầu là bây giờ mình đang nói với người đó.
Nếu họ ngồi đây thì sao mà dám nói không? Dám nói cầu đó không cái đã? Tập vậy nó quen đi, thấy không? Chứ cái bệnh này nó ngứa mò lắm lắm. Tức nó ngứa mà. Biết về cái điều bí mật của ai nó càng ngứa nữa, nó khó chịu lắm. Không nói ra nó ngứa. Cho nên người ta gọi là tay mạch phát rừng gì đó. Cái ông gì ông đào xuống cái đất Hy Lạp mà ông đào. Vua có cái tay lừa. Ông thợ đấy là ông đi cắt tóc mà ông vua có cái tay dài giống con lừa. Vua nó mày cái chuyện này mà ai biết một cái là mày chết rồi nha. Mà chết mà gia đình mày cũng chết nữa. Dạ. Anh ngứa mò lắm, tức lắm. Trời ơi, biết cái chuyện này mà không biết nói được ai tức. Ai cũng tôn kính, cũng lệ, cũng vô hết. Anh đào lỗ cho cái đất. Trời ơi, mọi người có biết không? Ông vua hả? Ông vua có tay lừa. Anh la cho đẻ sẽ từng tới cái tiếng nó vang tới tay vua, tay quẹ thiệt. Thì ý tôi muốn nói là ngay cái chuyện mà đa sự đấy, có câu gọi là thị phi chỉ vì đa khai khẩu mà phiền não dây do cưỡng xuất đầu. Thị phi là bởi vì mình nói nhiều, mà phiền não bởi vì mình xuất đầu lộ diện nhiều, mà trong khi mình không làm chủ về thân khẩu ý của mình. Thị phi chỉ vì đa khai khẩu mà phiền não dây do cưỡng xuất đầu. Lúc đó không cần mình xuất đầu lô diện, không cần mình nhập cuộc, ai biết mình nhập cuộc gì. Tôi thì khỏe cái đó, tôi được cái bệnh làm biếng nói. Bây giờ lên lớp tôi nói thôi, với nhà tôi cả tháng trời tôi không nói ai hết. Tôi ở mình tôi ở phòng trẻ làm biếng nói thôi. Đúng giờ anh là mới chu tiểu rồi dám nói. Tôi không có nhu cầu đó. 9 giờ 9 rưỡi ngủ mất tiêu rồi. Chả có nói ai với phone nữa. 2 giờ rưỡi sáng thức dậy rồi. Không, ý nói vậy. Nhưng mà mỗi người có mỗi cái nghiệp. Tôi như ông già đó. Phone chỉ chat tôi làm biếng lắm. Tôi nói nhắc gần không à. Nói giống như ra lệnh không à. Người ta nghe người ta ngán à. Nhưng mà được cái này nó mất cái khác. Mọi người không ai toàn hảo. Nói chung thì mình phải biết cái tác hại của nó nha. Và thứ ba á, khi mình biết tác hại rồi mình phải có quyết tâm cao độ, ý chí đó. Trong đó thì có cái việc gọi là không có gì mà không sửa được. Mình cứ tạm gọi đi. Hồi nãy đi xin nói là không có gì làm không được, có nghĩa là mình không có gì mà gọi là cái nết đến chết không chừa. Chuyện này không sửa được. Có thể sửa được. Đều nhanh hay chậm, đều mức độ nó giảm cỡ nào, có thể được. Tu là chuyển nghiệp mà nha. Nó không được thì giống như định nghiệp quá. Có thể, nhưng mà chưa dứt hẳn. Nó còn đang từ từ chuyển hóa từ từ. Với cái câu nói nổi tiếng danh ngôn gọi là gieo suy nghĩ thì sao? Thì gạt hành động. Gieo hành động là sao? Gạt thói quen. Gieo thói quen là sao? Thì gạt cái tính cách. Mà gieo tính cách thì cái từ gọi là số phận, nhưng mà cái đó là lãnh cái hậu quả. Theo cái tính cách đó mà cái hậu quả nó xảy ra như thế nào, tốt xấu. Vậy thì mình gieo từng suy nghĩ, gieo từng lời nói theo chiều hướng nào đó, nó sẽ có một cái lực. Bây giờ bảo là lực thì mình mà quyết tâm ý chí thì nên. Mình cạo tóc hết rồi, hết chí rồi cũng nên. Không sao, không có chí cũng không có chí này nhưng mà có chí khác. Rồi bây giờ thứ ba là quyết tâm ý chí, thứ tư là gì? Thứ tư là phải tu tập và phải tạo một cái phản lực. Cái phản lực đối với cái lực hấp dẫn của nó, cái lực gây nghiệp của nó, nghiệp xấu.
Bây giờ mình muốn kéo trì nó thì có một cái phản lực đủ mạnh hay sao? Ngang hoặc lớn hơn? Mình chấp nhận thua, giống như con ốc sên ấy. Nó bên ngày nó lên 5 mét, bên đêm nó rớt xuống 4 mét. Thì ít nhất nó còn còn được 1 mét. Lên đêm rớt 4, lên đêm rớt 4, lên hoài nó cũng tư. Nhưng mà có một cái bài toán rất là khó nha. Thật ra ở đây nhiều người làm sai á, nó thử IQ tức là chỉ số thông minh ấy. Con ốc sên ban ngày lên 5 mét, ban đêm xuống 4 mét thì nó đi bao nhiêu ngày đêm là nó tới đỉnh của chân mình làm trật đó. Mà đâu phải là giờ toán. Cái cây cao 10 mét. Mà cái con ốc sên á, ban ngày nó lên 5 mét, đêm rớt xuống 4 mét như vậy thì bao nhiêu ngày đêm nó tới cái cây, nó tới cái đỉnh cây. Trật á, nhiều người trật á, 75% mà trả lời trật hết mấy dẫn luôn. Thôi thôi, chúng ta không xem đây là toán học nữa. Bởi vì toán học là sở thích của tôi. Hả? Đừng có nói là 9 ngày đêm nha. 10 ngày đêm. Trật. Cứ ngày đêm lời được 1 mét, 10 ngày đêm là tới 10 mét trật luôn. Ừ? Một ngày nó leo được 5 mét thôi. Một ngày lên 5 mét, một đêm nó rớt xuống 4 mét. Như vậy thì bao nhiêu ngày đêm tới đích? Không, rớt mét nó còn lời được 1 mét nha. Cái cây đấy 10 mét thì bao nhiêu ngày đêm mà tới đỉnh? Thôi thôi, chúng ta không có xe đè, nói cho vui, không xe đè toán học. Cho toán học là có nhiều khổ đố lắm. Nhưng mà ý nói rằng là mình tu mình đi lên rồi cái lúc đi rớt xuống. Có lúc lên rồi có lúc rớt xuống. Đừng có nản khi mình rớt xuống. Mà phải chấp nhận rớt xuống đó là một quy luật hiển nhiên. Rồi phải leo lên nữa. Rồi phải gượng dậy, phải lồm cồm bò dậy. Té chỗ nào thì ngồi dậy chỗ đó, đứng dậy chỗ đó, đi nữa. Không còn cách nào khác, no choice. Và phải lồm cồm đứng dậy mà chấp nhận thương đau, chấp nhận gục ngã, chấp nhận thất bại, chấp nhận cái quy trình thụt lui. Và phải đi nữa. Hành trình có gian khổ như vậy, thường mới là thử thách xứng đáng, mới có phần thưởng sau cùng. Thua là chuyện thường, thất bại là chuyện thường. Nếu dễ quá thì người ta chứng qua Phật ào ào, đâu phải đợi tới bây giờ, đợi tới Phật Di Lặc nữa. Nha. Thánh quả ào ào gì? Mình thay đổi cục diện con người mình, bản chất phàm phu, phiền não sanh tử đến nó nhiều lắm. Cho nên mình thất bại, mình té ngã. Quý vị nói cái chuyện mà hổ thẹn tàm quý, tất nhiên, sám hối tất nhiên. Nhưng mà có hai thái cực. Một là tự an ủi và cho phép mình làm sai trái. Mình cho phép mình quá thì cũng buông lung. Mà hai là tự trách mình quá đáng. Hai cái thái cực đó, tự la mắng, tự sỉ vả mình quá đáng cũng không đúng. Mà mình phải trung dung, vừa hổ thẹn mà vừa thương lấy bản thân mình. Thương cả khi gục ngã và thất bại và sai trái. Như một người mẹ thương con, không có trách con, và luôn luôn đặt niềm tin ở con để nó đứng dậy. Mà chỉ có tình mẹ cuối cùng khiến nó mới nên người. Hơn ai hết chúng ta hiểu mình, thương mình. Hổ thẹn trách mình nhưng mà nâng đỡ lấy chính mình, ôm ấp vết đau và nâng đỡ. Vậy thì hồi nãy mà sở dĩ tôi nói không phải là 10 ngày 10 đêm mới xỉn này ra bán ngay để bằng nhiều người đeo đầu, là cái cuối cùng nó lên 5 mét nó tới rồi, nó rớt xuống 4 mét nữa thì đâu có tính chị. Ví dụ nha, khi nó tới được 5 mét này rồi, ví dụ 5 ngày 5 đêm đầu tiên nó tới được cái thứ 5 rồi, cái ngày thứ 6 là nó tới đích rồi. Tới đích thì đứng im đó, ai tính ra rớt xuống gì nữa. Như vậy là 6 ngày 5 đêm nó tới rồi, chứ không phải là 10 ngày 10 đêm nó mới tới, đúng không? Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề là hồi nãy chúng ta nói là tàm quý là đúng, hổ thiện là đúng. Nhưng mà đồng thời mình phải biết chấp nhận. Mình phải biết
tự tha thứ và mình phải biết làm lại, chấp nhận cái quy trình tự nhiên đó. Đừng thất vọng, đã chấp nhận là không thất vọng. Thua, thất bại, nhưng mà làm lại. Nói kiểu Jack Ma đó, Jack Ma là thất bại liên tục. Ông Jack Ma nổi tiếng, tỷ phú giàu đứng nhì Trung Quốc á. Nói chuyện với 3.000 sinh viên, ông thua thất bại nhiều lắm. Tỷ số thông minh là người trung bình thôi, nhưng mà bây giờ là xây dựng một vương quốc internet, là nó, nếu mà thế lực đó là giống như một quốc gia thứ 21 trên thế giới, đó là sale 20 mức nước dầu và tới nước của ông, vương quốc của ông. Thất bại, đứng dậy, không đầu hàng, never 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 give up, never surrender. Đấy, rồi thứ nữa là hồi nãy quý vị nói đúng, có môi trường thuận tiện, giống như môi trường cai nghiện, người ta mới đưa vô trại cai nghiện. Mấy người đó mà không vô trại cai nghiện là tai què tớ. Trại cai nghiện có thầy lành bạn tốt. Rồi thứ nữa là có phương pháp thích hợp, và tất nhiên là mình tu thiện pháp và tăng trưởng giới định tuệ, gọi là nuôi quân vạn nhật dụng tại nhất triêu. Giờ bảo tới lúc đó mình đừng có giận, mà giờ hàng ngày mình không tu làm sao mà tao đó, mày đừng có giận, mày đừng có giận, nói đây mình ra lệnh tâm mình dễ quá. Cho nên là muốn đừng có giận, muốn đừng có thô lỗ, muốn đừng có phản ứng cọc cằn lúc đó, là mình phải tu để gọi là thấm tương trao thiền vị trong con người ở đó, người ta mới không phản ứng. Hay là mọi thứ khác nó cũng vậy. Cho nên là chúng ta phải huân tập hàng ngày á, huân tập với thiện pháp và với giới định tuệ hàng ngày. Tất cả những cái đó nó sẽ trở thành một cái đối lực lại, nó chống lại một cái thế lực này. Và cái môi trường minh sư, thầy lành bạn tốt, vân vân. Thì đó, tất cả phân tích mà để trừ một cái điều, trừ những cái thói hư tật xấu, những điều xấu ác chúng ta, có quá nhiều điều để nói như vậy. Thì đại chúng cứ đem những cái đó áp dụng vào những cái thói hư tật xấu còn sót lại, những cái con gì đó nó mà chưa sổ lòng ở bên trong chúng ta, ở trong cái trại giam chúng ta, hãy phóng sanh đi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Không biết là mình nên sát sanh hay mình nên phóng sanh, mình giết nó hay là mình nên thả nó, thả nó bay đi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng mà nếu như chưa độ chúng sanh trong lòng của mình thì nói chi mà độ chúng sanh bên ngoài nha. Cho nên hãy độ chúng sanh bên mình, trong mình trước, một cái sở thú luôn này, làm sao để mà thuần thục, làm sao để mà huấn dưỡng, làm sao để mà giống như bậc mã ôn cưỡi ngựa điêu ngự trượng phu chinh phục, khéo chế ngự, khéo chinh phục. Đó là phương tiện năng chỉ. Và nói về sám hối đấy, thì ngài Trần Thế Tông cũng dịch gọi là lục thời sám hối khoa nghi. Ngày một đêm mình sám hối 6 lần ấy. Phản quang tự kỷ, 4 phận sự bất tùng thá đắc. Luôn luôn xem lại chính mình. Nên tôi thường giảng Phật tử, tôi thường nói thế này. Tu là không nhất thiết là phải xoay ra na vô. Xoay ra mà na vô cơ. Mà tu á, quan trọng là xoay vô mà na ra. Tức là mình hãy xoay vô bên trong mình, thấy cái nào không cần thiết mình na ra mình bỏ đi. Cái này không cần hả, tao cho nó đi luôn. Let go. Cái bệnh chúng ta là xoay ra mà na vô hơi nhiều. Bây giờ mình hãy lục lại trong cái kho gia tài của mình. Mình xoay vô mình na ra, cái này không cần. Cái này nhà kho mình phải thanh lý nhà kho, và xử lý bớt cái nhà kho của mình, cái xưởng thân tâm của mình.
chăm sóc vườn hoa tâm và thanh lý nhà kho, thanh lý cái xưởng đó, và hệ khéo quản lý cái sở thú. Chứ nó bùng lên dữ dội rồi nó tác oai tác quái ai chịu nổi nha. Hậu quả khôn lường. Thì Đức Phật trong kinh Di Giáo, hãy chăm sóc tâm, như đừng để nó giống như trâu mà nó xúc phạm lúa mạ nhà người. Chân trâu á mà. Bồ Tát Quan Âm là đứng trên con rồng đấy, là cũng là chinh phục cái loài khó chinh phục, cỡ con sư tử, cỡ con voi là đại nguyện. Mình hãy chinh phục, hãy điều ngự, hãy chế ngự, hãy độ chúng sanh, hãy phóng sanh hay là sát sanh gì đó. Nếu có sát sanh là sát tạch, sát tạch, sát những cái chúng sanh tâm. Rồi, đó là chúng ta nói về phương tiện năng chỉ. Dừng lại, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật ấy mà, biết dừng lại. Chúng ta thấy ông vô não, cái gương của vô não dừng lại mà thành thánh quả. Mà cái gương đó có cái sức khuyến khích chúng ta rất nhiều. Tội lỗi cỡ như ngài vô não mà dừng lại, đó là giết 999 người, làm cái tràng hoa đeo trong cổ là toàn là ngón tay không à. Gọi là Angulimala, là tràng hoa bằng ngón tay. Thế mà đắc thánh quả. Bây giờ nhân đây mới nói quý vị là nhân quả cũng gọi là bất khả tư nghì, biết đâu gọi là công bằng. Bây giờ mình gọi cái từ công bằng trong nhân quả. Công bằng là sao? Bây giờ nhân quả công bằng. Bây giờ nếu mình bảo là ông Angulimala ông giết người đã rồi, giờ ông thành thánh quả, giờ làm sao đòi nợ ông? Ông trốn nợ tiêu rồi. Một cái việc xảy ra, đó là việc trả quả hay là gây nhân, hay là gây nhân mới, làm sao mà biết? Hay là cả hai? Từ vô thủy đến vô chung, ai biết ai nợ ai? Giờ biết ai nợ ai? Cứ mày giết tao và tao giết mày, thì mày giết tao là tao giết mày. Cứ vậy, cứ giết qua giết lại, kiếp này mà giết tao cứ theo tao giết mày. Rồi lâu quá rồi cũng quên, không biết ai giết ai trước nữa. Rốt cuộc ai giết ai trước vậy? Từ hồi vô thủy đến nay biết nào, thằng nào phá thằng nào trước, thằng nào chơi thằng nào trước, thằng nào giết thằng nào trước, ai biết? Lâu quá rồi cũng nhớ đầu tiên ai nào giết nào trước nữa, từ hồi vô thủy lần mà. Vậy thì có cái câu mà bên đạo khắc sĩ có bài thơ ấy, dừng chân thì bóng chẳng theo. Thì bây giờ biết sao, bây giờ đành phải dừng lại thôi, tới một cái lúc nào đó dừng lại. Như là chuyện của Thủy Giám Pháp Ngộ Đạt Quốc Sư, hay là chuyện của Angulimala vô não ương hoặc ma đó, dừng lại thôi. Chứ giờ nợ nần trả hoài, biết chừng là xong mà trở chẳng được hết. Cho nên ý nó mình trả nghiệp ấy, trả chừng nào hết. Cho nên gọi là bất khả tư nghì, chỉ biết dừng lại là nó hết. Thể nhận được chân tâm chân như thì lần lần nó rơi rụng, và có trả là trả trong cái thân cuối cùng này thôi. Chứ giờ bảo trả cho hết rồi mở đắc đạo, biết chừng nào hết. Nó núi nghiệp vậy mà, tu di vậy mà trả cái gì. Cho nên dừng lại. Cho nên gọi là phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Mình biết dừng lại, quay đầu là bờ. Phóng hạ đồ đao là thành đạo. Giờ bảo mình trả cho hết, trả hết nợ đời. Do đó cho nên là biết như vậy là sao, biết không? Mình có sự khuyến khích ghê lắm. Giống như ngài vô não mà còn đắc thánh quả à. Mình có phạm gì phạm chứ đâu đến nỗi mà giết 999 người như ngài, đúng không? Mình đâu đến nỗi ghê vậy. Mình cũng có phạm nhưng mà so với ngài là còn ít hơn.
Nói như vậy không phải là chủ quan, nhưng mà nói như vậy để mình khuyến khích và mình cố gắng. Mình cố gắng để mình thay đổi, để mình vũ sạch đông giang ngôn nghiệp, dừng lại. Nhưng mà nói thẳng ra đấy, nói về ngũ dục hoặc là nói gọn hơn á, là ba cái này danh lợi tình ấy, là cái này nó thực tế là nó rất là khó dừng lại đấy nha. Mình phải tự kinh nghiệm cuộc sống ba cái này, nếu mà không khéo tu tập nó trỗi lên, làm vì danh, làm vì lợi, làm vì tình. Cái ngã khó, khó nhưng mà phải làm, bởi vì chỉ còn cái cách đó là mình mơ trừ nhiễm ô ra khỏi luân hồi sanh tử, khế hợp với chân như và giải thoát. Nếu không làm được là rồi đi theo chiều hướng của sanh tử trần lao. Dầu hình tướng kiểu gì gì đi nữa cũng không lấy gì bảo đảm. Cho nên người tu mình nên thành thật mà đối diện với chính mình. Mình có thể là giả trang thiền tướng, có thể là làm điệu bộ diện mạo uy nghi gì đó, có thể là bao nhiêu người khiếp phục, nhưng mà mình đối diện với chính mình về xem về cái ngã và cái danh lợi tình của mình nó giảm chưa, cái đam mê này nó giảm xuống chưa, nó dừng lại chưa. Tất nhiên nó phải câu hữu với cái ngã đấy. Mình cứ so sánh đơn giản vậy là mình tự biết là mình tu có tiến bộ không nha. Và cái ngũ dục và lục dục á. Rồi giờ tiếp, giờ tới phương tiện phát triển thiện căn thì cũng dễ hiểu thôi, nãy chúng ta cũng có nói rồi. Tại sao phải làm các việc thiện rồi? Bây giờ cái này mình lướt qua. Hồi nãy là trực tâm, thâm tâm á, cái thâm tâm mà làm việc thiện. Kinh Pháp Cú có dạy là đừng chê việc nhỏ như giọt nước mà không làm. Đừng coi thường việc ác như giọt nước mà mình làm. Nghĩa là bất cứ cơ hội nào miễn mình làm được, cứ làm. Nha. Cái bản chất mình tốt là cái gì nó cũng tốt hết đó. Một cọng rác hay là một giọng nói, một nụ cười. Bất cứ ở thời gian nào, ở không gian nào, ở đối tượng nào. Nó cả ba nha. Về thời gian, về không gian, về đối tượng. Đã tốt là tu tập sao mà ở thời gian nào cũng tốt, ở không gian nào cũng tốt, và ứng xử với đối tượng nào cũng tốt. Vậy mới là người thuần thiện nha. Vậy mới là trượng phu. Dầu là ở một mình, dầu là ở trước người khác, vân vân. Đấy, mình so sánh về thời gian không gian đối tượng, mình làm việc thiện là bất cứ lúc nào. Giờ tiếp tục, một cái ý cuối cùng trong hôm nay. Đó là phương tiện đại nguyện bình đẳng. Bây giờ chúng ta nói cho vui một vài cái thô cho tới cái tế, từ bên ngoài cho tới bên trong. Bây giờ có nhiều cấp độ của bình đẳng nha. Bây giờ mình nói nè nha. Bình đẳng ở trong xã hội, rồi ở trong chủng loại, xã hội thế giới, rồi ở trong sinh hoạt Phật pháp, rồi á
đối với tự thể hành giả, tự thể cá nhân. Để bình đẳng gì đây? Dần tu góp phần cho xã hội thế giới này bình đẳng hơn cũng được. Giờ mình tu, mình đối với chúng sanh muôn loài bình đẳng, đúng. Mình tu, mình góp phần cho giáo đoàn, cho mọi sinh hoạt Phật pháp, cho mọi tổ chức giáo hội bình đẳng, tự viện, đúng. Mình tu là sao? Mình thể hiện cái bình đẳng bên trong của mình, bình đẳng tánh bên trong của mình, đúng. Đấy, khi nói tới bình đẳng chúng ta nói tới bốn phương diện, từ thấp đến cao, từ trong ra ngoài vậy đó. Bây giờ chẳng hạn hành giả và Phật giáo đối với vấn đề bình đẳng của xã hội và thế giới dễ nè, mình giúp được cái gì? Bản thân của người tu và chất liệu Phật pháp đã giúp gì cho vấn đề bình đẳng của xã hội và thế giới này? Cái này cơ hội để mà ghi bàn tiếp. Chừng nào thầy là thầy lớp phó ghi mỗi tay thôi. Chưa có ý nè, cái này dễ nè nha. Cái này nhìn dễ thấy nè nha. Chúng ta góp gì? Chúng ta, những người tu và giáo lý Phật pháp góp gì cho việc bình đẳng thế giới này? Ừ, cái này dễ mà, cái ban đầu, cái thô bên ngoài nó dễ rồi, nó khó lần lần tới bên trong. Dạ, một Phật, thưa thầy, thưa đại chúng, cái giáo lý Phật pháp góp phần vào trong cái việc bình ổn xã hội, đó là các cái nguyên lý của Phật pháp giúp cho con người tự nhận ra cái giá trị của mỗi cá nhân. Ví dụ như là về giáo lý duyên sinh. Cái giáo lý duyên sinh là cái này có nên cái kia có, cái này diệt nên cái kia diệt. Khi mà cái giáo lý này mà nếu mà được triển khai rộng rãi trong cộng đồng thì mọi người sẽ thấy rằng là cái vai trò của mỗi người, mỗi cá nhân đối với bản thân, cái sự tương tác cá nhân này và cá nhân kia đó là có sự tương tác với nhau, luôn luôn có sự tương tác và có cái sự kết nối với nhau. Cho nên vai trò của người này, người này chính là cái nhân tố cho cái người kia tồn tại. Thì từ đó sẽ mọi người sẽ trở nên là cung kính nhau hơn, mọi người sẽ trở nên là biết rằng là mình phải tôn trọng nhau hơn. Và cái nguyên lý viên dung tức là một trong tất cả và tất cả trong một, tức là mọi người thấy rằng là vai trò của mình đối với cộng đồng, thấy được cái cộng đồng xã hội trong chính bản thân mình và trong cộng đồng đó lại dung chứa chính mình, cho nên góp phần vào trong việc bình ổn xã hội. Khi xã hội bình ổn thì chính mình cũng bình ổn, hay là mình bình ổn thì xã hội cũng bình ổn. Và nguyên lý vô thường thì giúp cho con người nhìn ra được cái giá trị đang tồn tại và người ta cảm thấy nâng niu trân quý cái giá trị đang hiện hữu đó. Nâng niu cái giá trị của những cái hiện thực đang tồn tại xung quanh mình thì trở nên là mọi người sẽ đối xử với nhau một cách trân quý hơn.
giáo lý vô ngã thì giúp cho con người có thể sống vì tha nhân, tự lợi và lợi tha, lợi cho tất cả. Thì con tạm thời thì con chỉ nghĩ như vậy thôi ạ. Mô Phật. Là duyên sinh tương tương tức tương tồn tương duyên tương quan tương sinh co di tình, tức là cùng tồn tại. Vô thường để trân quý, tức là không coi thường. Đôi khi mình không có trân quý sự hiện hữu của họ, tới khi mất rồi mới tiếc. Bây giờ hãy trân quý đi là vừa kiểu vậy. Mà khi mình trân quý họ thì mình không có chà đạp như vậy thì bình đẳng hơn, hiểu không? Ví dụ một người làm lầm lũi leo nhà cho mình cũng trân quý cái sự hiện hữu của họ. Tới ngày không có người đó khổ lắm. Vô ngã rồi, ai còn gì nữa không? Xin mời. A Di Đà Phật, kính thưa thầy và kính thưa toàn thể đại chúng. Con xin bổ sung một số ý trong vấn đề bình đẳng của Phật giáo. Thì đa phần các tổ chức xã hội người ta đòi bình đẳng, nghĩa là bình đẳng là phải bằng nhau, nghĩa là mọi lợi ích của ví dụ như là nam nữ phải bằng nhau về thể chất hoặc là công việc hoặc là trí tuệ. Nhưng mà đối với Phật giáo, bình đẳng ở đây là sự công bằng, có nghĩa là ở cái vị trí của mỗi người á, ví dụ như người nam thì sẽ phát huy hết những cái tính chất, những cái phẩm hạnh của người nam để làm tròn cái trách nhiệm trong xã hội, và người nữ cũng vậy, cũng phải phát huy hết những cái thiên chức của một cái người nữ để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, chứ không phải là bằng nhau vì tất cả. Bởi vì cái yếu tố nghiệp trong Phật giáo nó chi phối rất nhiều. Trong kinh Khởi Thế Nhân Bổn của Trường Bộ thì có cái ý là con người giống nhau nhưng không phải là không khác nhau. Bởi vì giống nhau khi lúc sinh ra, nhưng mà trong quá trình sống thì huân tập khác nhau, tạo nghiệp khác nhau, cho nên là đưa đến những cái kết quả khác nhau. Thì nếu như mà đòi bình đẳng giống như các tổ chức bên ngoài thì sẽ không bao giờ có cái việc đó xảy ra, mà mình phải đứng trên lập trường nghiệp báo nhân quả thì mình để mình thấy được rằng mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng. Vì vậy mà khi mà mình đặt ra những cái phương pháp để bình ổn xã hội thì mình cũng phải dựa vào cái yếu tố đó, chứ mình không có áp đặt tất cả, kiểu làm quy tất cả đều phải bằng nhau. Mình đưa ra một cái phương pháp áp dụng chung cho tất cả mọi đối tượng. Thứ hai nữa là tinh thần của Phật giáo Đại Thừa là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Thì đây cũng là một yếu tố để cho mọi người tôn trọng cái Phật tánh với nhau, mà không có cái sự so đo, không có phân biệt giai cấp, chủng tộc. Đó cũng là một yếu tố đưa đến sự bình đẳng trong cuộc sống này. A Di Đà Phật. Một vị nữa, thời gian sắp hết. Một vị nữa rồi chúng ta đúc kết sơ về cái này. Dạ mô Phật, thưa thầy, con bổ sung thêm một vài ý. Cái đầu tiên đó là quang bình đời sống của người dân, đó là hướng người dân đến đời sống tốt đẹp hơn, hướng đến chân thận mỹ và tránh được các tệ nạn xã hội, ví dụ như là giáo lý dạy không sát sanh, trộm cướp hay là tà hạnh. Rồi cái tiếp tục á là cái giáo lý tứ đế giúp con người nhận chân được khổ và bản chất của khổ. Nhưng mà trên cái tinh thần người ta nhận chân được cái khổ đó thì người ta sẽ có cái hướng tích cực và chuyển hóa để nhận diện bản chất cuộc sống thêm một cái hướng tích cực hơn, cái hướng đổi mới tư duy. Và dạ thưa thầy, còn cái giáo lý nghiệp á thì con người thừa hưởng nghiệp từ quá khứ, nhưng mà mình có thể làm chủ tương lai. Và đó là một cái tích cực, có nghĩa là mình có thể tự thay đổi số phận của mình được, không phải là do nghiệp quy định, mà mình có thể chuyển hóa đó. Đó là một hướng tích cực. Dạ thưa thầy, con bổ sung nhiêu đó. Tôi chỉ hết giờ cho tôi chỉ nói rất là nhanh cái này. Nhất là tự thể cá nhân mọi người đều có cái chân như bình đẳng,
Cho nên là mọi người đều bình đẳng trước chân như, bình đẳng trước nghiệp báo và bình đẳng trước cái quả vị Phật. Từ cái tự thể đấy đến sinh hoạt giáo đoàn là, tất nhiên ở trong chùa có phân giáo đoàn, có chức vụ, có phân cấp, hay là có tăng ni, có bát kinh pháp, nhưng mà tất cả chỉ là hỗ tương để tu tập thôi, hỗ tương thôi, không có đi quá đà, phải không? Hỗ trợ để mà phân chia công việc. Và nếu như ai mà đi quá đà, chúng ta chấn chỉnh lại. Còn xã hội này đó thì nói như quý vị nói, tôn trọng cái quyền bình đẳng và vô ngã vị tha dấn thân. Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế là tôn trọng quyền bình đẳng của mọi cá nhân, thì một cái xã hội bình đẳng, không có giai cấp, trong dòng máu cùng đỏ, trong dòng nước cùng mạnh, và chúng loại là chẳng những bình đẳng với con người mà bình đẳng với vạn loài chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh là cha mẹ cũng đều có chân như nữa. Vấn đề này nó có rất là nhiều ví dụ, nhưng chúng ta hết giờ, bây giờ phải dừng lại thôi, thì thứ tư hôm sau học tiếp.